Kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, 70 năm thành lập Đảng bộ khối các cơ quan thành phố Hà Nội, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2024, chương trình nghệ thuật đặc biệt Sáng mãi niềm tin theo Đảng đã được tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội trong tối qua. Trên chặng đường dài đầy tự hào đó, Đảng bộ khối các cơ quan thành phố Hà Nội đã được thành lập đúng vào ngày thủ đô giải phóng. Đồng thời, đồng hành cùng với sự phát triển của thành phố, 7 thập kỷ qua, Đảng bộ khối đã khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị các cấp ủy thuộc Đảng bộ thành phố, thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, qua đó không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ Đảng. Tới dự chương trình có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Tổng biên tập tạp chí Cộng sản Lê Hải Bình, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, nguyên Phó Ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh cùng với các đồng chí thuộc Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh Hà Nội 1 của Đài Hà Nội. Ca khúc Lãnh tụ ca, cuộc nhạc sĩ Lưu Hữu Phước do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng dàn hợp sướng và Vũ đoàn Hà Nội trẻ đã mở đầu chương trình nghệ thuật đặc biệt Sáng mãi niềm tin theo Đảng. Bằng ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình đưa người xem đi dọc chiều dài lịch sử 94 năm đầy vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Thành ủy Hà Nội và 70 năm xây dựng trưởng thành của Đảng ủy khối các cơ quan thành phố bằng những ca khúc bất hủ như Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam, Màu cờ tôi yêu, Tuổi xuân dâng Đảng, Liên khúc Đảng đã cho ta mùa xuân, Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi, hay tiểu phẩm Lễ kết nạp Đảng đặc biệt với bối cảnh tại nhà tù Phú Quốc. Đặc biệt, hai cựu chiến binh Lâm Văn Bảng và Nguyễn Thế Nghĩa, những đảng viên kiên trung ở nhà tù Phú Quốc đã được giao lưu với khán giả. Bên cạnh đó, 70 đảng viên trẻ của các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan thành phố được kết nạp Đảng nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, 70 năm ngày thành lập Đảng bộ khối các cơ quan thành phố Hà Nội mùng 10 tháng 10.